Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thổi sáo bài khát vọng theo cái cách của Trung Quốc họ chơi. Thì cái bài khát vọng này nó là nhạc Trung Quốc, nhưng mà khi anh em đưa về Việt Nam, anh em viết cảm âm thì nó bắt đầu từ nốt la, nó sẽ có nốt si thường ấy. Thì cái sáo DG của chúng ta sẽ không thổi được. Đấy. Thì cái bài này là bài nhạc của Trung Quốc, cho nên là mình sẽ hướng dẫn anh em thổi một cách rất là Trung Quốc. Đấy, thổi một cách Trung Quốc. Và trước tiên thì mình sẽ thổi các bạn nghe một lượt nhé. Thực tế là cái cảm âm này nó chỉ dịch so với cảm âm Việt Nam mình viết là dịch xuống một cung thôi. Ví dụ bắt đầu từ la thì bây giờ mình bắt đầu từ son. Đấy, các nốt chúng ta trừ đi một nốt, ví dụ nốt đô chúng ta sẽ thổi thành si giá, nốt la thổi thành son, nốt son thổi thành fa. Đấy. Rồi bắt đầu cái đầu tiên nhé. Son đô, si đô dễ. Đầu tiên nó đánh rất đơn rồi, vỗ ở cái nốt son này này. Đó. Đô dế. Rồi tiếp theo câu thứ hai. Dê phá si la son phà son dê phá son. À, dê phá. Phá nó nhấp nhảy. Đó. Đó, bắt đầu làm. Làm cho nó sẽ vỗ lúc này. Đó, phá son phá. Dè phá nhấp son nhấp. Tiếp theo.
si, dề nó vuốt từ pha xuống. Đó, cái pha sau chúng ta sẽ nhấp. Đấy, cái sò này cho đánh đưa vào nhấp này. Rồi tiếp theo cũng nhấp nhé. Dê đáy rèn đô, đáy rèn nó xuống đô luôn. Rồi tiếp theo dê dê pha, dê pha xoắn. Đó, dê dê vớt đôi nhé. Đó, dê dê pha thì dê thứ hai nữa vỗ ở đô và lên pha. Xuống rẻ lên pha xoắn, xoắn nhấp. Son pha rẻ rẻ đồ rẻ xoắn xì. Son đầu tiên chúng ta sẽ vừa đánh cái đơn vừa nhấp. Xón pha dè nhấp ở dê, sau dê đô thì chúng ta lại nhấp tiếp vào xuống đô. Đó. Dê đô dê. Đó, xuống xón chúng ta cũng sẽ nhấp. Rồi thế nào? Son si đô đô. Thế là bình thường. Đó, dê pha son si. Đấy, cái son này chỉ là vuốt thôi nhá, đi qua hốc son thôi nhá. Đó, nhấp ở pha son si. Đó. Rồi tiếp theo. Son pha son dề pha son là son, chúng ta nhấp qua son và đi xuống pha nhé. Đó. Đó. La son pha son nhấp. Rồi pha son. Rồi, pha nhé ở đây, son nhé ở đây. Rồi mà điểm khúc này. Pha pha pha. Pha 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 rồi pha son. Để pha đầu tiên chúng ta vuốt rồi ngón từ đô lên. Rồi vuốt. Vuốt từ pha rồi. Son nhấp. Son pha, son pha dề, pha son lá, lá nhấp vào lá, son được ra vỗ được xuống. Đó. Son nhấp xuống pha và pha xuống vỗ xuống dề. Đô xì đô 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 dế sòn, cái này đánh đơn nó nguyên nó dế rồi nhé mọi người. Rồi tiếp theo
fa re đô. Đó. Cái này có mỗi lấy dè nó dê. Rồi tiếp theo nó giống câu đầu của điệp khúc. Son si do do re fa son si. Đó, son si do do thì là nghe đơn bình thường nhé. Đó, re fa fa sẽ nhấp vào son này. Son fa son re fa son thì lá son chúng ta lướt qua son và sẽ lấy ở son và lướt qua nhé. Đó, son lại nhau. Thế là hết cái bài Khát Vọng theo phong cách của Trung Quốc. Thì đây là mẫu DJ-MT2 mới mà bên mình mới về. Đấy, các bạn có thể thấy là âm thanh khá là ok. Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu một số mẫu DJ khác ở bên mình nhé, bằng cách truy cập giaochucdoji.com hoặc liên hệ với mình qua số điện thoại 0971 889 836. Xin chào các bạn.